Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây sẽ là những nội dung chính đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào nguyện phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi. Chính phủ nỗ lực hoàn thiện thể chế chính sách nhằm khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm có mức tăng trưởng 5,64%. Đây là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tối ngày 28 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và Phu Nhân sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước của đồng chí Thonglun Sisulit là sự kiện chính trị quan trọng, biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới. Thưa các đồng chí, trong bầu không khí dạt dào từ hữu nghị đồng chí anh em, cùng với những kết quả quan trọng từ các cuộc hội đàm, hội kiến, hòa quyện với niềm vui chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân hai nước, trước những thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi đảng, chúng ta bồi hồi xúc động, tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hàn và Chủ tịch Su Phan Nu Vong kính mến, các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ của hai đảng, hai dân tộc chúng ta đã chọn đời hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long, vững bền hơn núi hơn sông, sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào, đẹp nhất. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần phải giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau. Trong diễn văn đáp từ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit bày tỏ tình cảm chân thành trước tình cảm và sự đón tiếp trọng thị, thân thiết, tình đồng chí anh em của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu cấp cao Lào trong chuyến thăm này. Tôi và phu nhân vô cùng xúc động và ấn tượng được dự cuộc chiêu đãi trọng thể và tràn đầy tình cảm tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân và đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, cùng sự tham gia đông đủ của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong buổi tối hôm nay. Nhân dịp này, tôi xin thông báo các đồng chí, cuộc hội đàm của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Hai bên đã nhất trí ra tuyên bố chung, ký kết các văn kiện quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chính trị cao độ để tiếp tục tăng cường, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta, ngày càng không ngừng phát triển bền vững mà không có thế lực nào phá hoại được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Lào tăng cường và thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit vào trưa ngày 29 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào nguyện phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, cùng nỗ lực sớm vượt qua đại dịch COVID-19 và sớm phục hồi kinh tế.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Lun Sisulit sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng đồng chí Thong Lun Sisulit được Đảng, Nhà nước Lào tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng thời nhấn mạnh việc đồng chí chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Lào đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần tạo động lực mới, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó, thủy chung và hợp tác tin cậy giữa Việt Nam và Lào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ và giúp Lào cùng vượt qua đại dịch, sớm phục hồi kinh tế xã hội và tiếp tục phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Lun Sisulit nhấn mạnh sự hỗ trợ to lớn về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành công của Lào trong kiểm soát dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm kích khi Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dù còn gặp nhiều khó khăn đã trao tặng Việt Nam 300.000 đô la Mỹ để hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch bệnh, thể hiện tình cảm đồng chí anh em gắn bó. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng ngày càng toàn diện, thực chất, xứng tầm quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện, đồng thời quyết tâm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và các thỏa thuận hợp tác mới được ký trong chuyến thăm này, theo đúng tinh thần chỉ đạo của hai tổng bí thư tại cuộc hội đàm ngày hôm qua. Theo đó, hai bên sẽ tập trung triển khai tốt kết quả kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào diễn ra vào cuối năm ngoái. Chủ tịch nước chúc mừng Lào mới được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thể hiện uy tín và vị thế của Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Đầu giờ chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Lun Sisulit và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự đón tiếp trọng thị, thắm đượm tình đồng chí anh em đối với đoàn. Đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Lun Sisulit đã trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm Lào vào thời gian thích hợp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Ngay trước khi diễn ra cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Lun Sisulit và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai nhà lãnh đạo đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Lun Sisulit và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm triển lãm ảnh Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Triển lãm trưng bày 30 bức ảnh tiêu biểu phản ánh mối quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó, thủy chung, đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện phản ánh mối quan hệ hai nước đang phát triển hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực. Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Lun Sisulit, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bày tỏ vinh dự khi Học viện được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý chung cao cấp cho Đảng và Nhà nước bạn Lào. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Lun Sisulit khẳng định Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ Lào-Việt Nam bởi nhiều cán bộ chủ chốt của Lào đã được đào tạo tại đây, trở thành nguồn nhân lực quý báu, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Lào. Hôm nay, chúng ta nhìn lại lịch sử đấu tranh cùng chung chiến hào của chiến sĩ hai nước. Một mặt để ôn lại truyền thống hào hùng của liên minh chiến đấu, sự giúp đỡ lẫn nhau của quân đội và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam. Không thể miêu tả được hết tất cả các sự kiện đấu tranh, khốc liệt, tạo nên sứ mệnh kỳ diệu trong thời điểm đó. Nhưng đây là những thông tin thực tiễn sinh động để cung cấp cho thế hệ trẻ của hai nước, để khắc sâu vào tư tưởng và trong tận đáy lòng của họ, để biết được rằng tại sao và xuất phát từ đâu mới có các sự kiện trong quá khứ, sự gian khổ và sự hy sinh to lớn của các thế hệ tiền bối đã mang lại những gì cho thế hệ này và thế hệ mai sau của người dân Việt Nam và Lào. Đây cũng chính là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hẳn và Chủ tịch Su Phan Nu Vong của chúng ta.
Trong tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho rằng hơn lúc nào hết, hai nước cần tiếp tục bảo vệ, giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước Lào, Việt Nam. Hai bên cần tích cực giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước thấm nhuần sâu sắc về nguồn gốc truyền thống quan hệ đặc biệt Lào, Việt Nam. Cũng trong sáng ngày 29 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam Lào, Ban liên lạc Hội cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ghi nhận những đóng góp hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ hai nước tiếp tục được tuyên truyền giáo dục về lịch sử, về mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa Việt Nam Lào, để ý thức hơn nữa trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào cũng mong muốn với trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tích cực phối hợp hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tăng cường thúc đẩy các hoạt động phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Trước đó vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ngày 29 tháng 6, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã kết thúc thành công tốt đẹp. Việt Nam và Lào đã ra tuyên bố chung. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào chiều tối ngày 29 tháng 6, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Victoria Kwakwa đã cam kết định chế tài chính quốc tế này sẽ phối hợp với Việt Nam xây dựng báo cáo 2045 và sẽ dành nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào điện than và tăng cường phát triển năng lượng tái tạo. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, 5 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao, nợ công giảm, lạm phát thấp, và dịch COVID-19 được kiểm soát, làm cho niềm tin của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Đây là nền tảng quan trọng để kinh tế Việt Nam phục hồi vững chắc, nhất là khi dịch bệnh được khống chế và đẩy lùi. Việc tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm trong nước giảm từ gần 64% năm 2016 xuống còn 55%, tạo dư địa để Việt Nam huy động thêm các nguồn vốn từ bên ngoài, trong đó có Ngân hàng Thế giới để phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới phối hợp với các cơ quan phía Việt Nam cập nhật báo cáo Việt Nam 2035 để tiến tới xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 trên tinh thần khát vọng phát triển xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường theo đường lối mà Đại hội 13 đã đề ra. Cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã dành một ngày cho phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật, rà soát, xem xét, hoàn thiện một số nội dung về thể chế, cơ chế, chính sách nhằm khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận cho ý kiến đối với dự án luật cảnh sát cơ động, dự luật sửa đổi, bổ sung phụ lục, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê, dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, dự luật đất đai sửa đổi, chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật, pháp lệnh quý 2 năm 2021. Đề xuất tháo gỡ khó khăn trong thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dự thảo nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần đổi mới phương thức xây dựng pháp luật theo hướng vừa trình dự án luật vừa chuẩn bị nghị định hướng dẫn, đồng thời cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương, các địa phương, các ngành, các cấp trong quá trình này. Thủ tướng cũng nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình xây dựng pháp luật. Cái gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì chúng ta sẽ khẩn trương chúng ta làm. Cái gì thuộc thẩm quyền của các bộ, các ngành thì các đồng chí chủ động tích cực hoàn thiện ban hành song song với lại cái việc tổ chức thực hiện cái thực thi pháp luật cho nó thật tốt. Chúng ta phải đổi mới cách lãnh đạo chỉ đạo. Đấy. Các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan
là phải trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện cái việc xây dựng thể chế. Bày tỏ sự quan tâm tới những đối tượng bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, khách quan và đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân. Cho rằng khối lượng công việc liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế còn rất lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nỗ lực hơn nữa, qua đó góp phần kịp thời tháo gỡ những nút thắt mà thực tiễn đặt ra, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Theo nghị quyết, chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, phương châm 5K cộng vaccine và tăng cường ứng dụng công nghệ. Chính phủ yêu cầu cần chủ động phòng chống dịch, nhất là tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, chợ đầu mối, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chiến lược vaccine, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ quỹ vaccine phòng chống COVID-19, xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine, tiến tới hình thành công nghiệp sản xuất vaccine. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm an toàn hệ thống, cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, thị trường, đảm bảo nguồn cung và giá cả của nguyên nhiên vật liệu đầu vào, phục vụ cho sản xuất trong nước, đặc biệt là hoạt động xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư. Tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm ngay thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí thời gian, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên, ra soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn, chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công, thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Trong nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đề xuất các chính sách về tín dụng để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp, khuyến khích tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Chiều ngày 29 tháng 6, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tham dự hội nghị bàn tròn trực tuyến các chính đảng Nga ASEAN với chủ đề vai trò của các lực lượng chính trị có trách nhiệm của Nga và các nước ASEAN trong việc củng cố cấu trúc an ninh và hợp tác ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng nhận định các nước cần tăng cường hợp tác trên cơ sở lấy hòa bình, ổn định và phát triển làm nguyên tắc và mục tiêu cao nhất, giải quyết mọi sự khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, bảo đảm lợi ích của mỗi quốc gia phải phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng. Đối với các vấn đề đang được quan tâm như Biển Đông, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các quốc gia cần đề cao nguyên tắc tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường tin cậy và kiềm chế, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị việc định hình xây dựng các cấu trúc khu vực cần có sự tham gia đóng góp của tất cả các bên, trong đó phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN. Ở cấp độ quốc gia, các chính đảng cần phát huy vai trò cùng với chính phủ định hình các chủ trương, chính sách, khuôn khổ thuận lợi cho hợp tác song phương và đa phương. Ở cấp độ quốc tế, cần thúc đẩy hợp tác, gia tăng hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, chia sẻ, đề xuất sáng kiến và phối hợp hành động. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm có mức tăng trưởng 5,64%. Đây là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để tăng cường phòng chống dịch COVID-19, tất cả hành khách đến cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ ngày 1 tháng 7.
Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm nay có mức tăng trưởng là 5,64%. Đây là con số vừa được Tổng cục Thống kê công bố vào sáng ngày 29 tháng 6 và là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đạt được kết quả này là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cùng với sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Vâng, thưa quý vị, như quý vị theo dõi trên màn hình thì GDP quý 1 năm 2021 đã tăng là 4,48%, còn quý 2 thì mức tăng là 6,61%. Vâng, tăng trưởng dần lên theo từng quý cho thấy tiếp đà những kết quả của năm 2020 thì kinh tế vĩ mô của nước ta tiếp tục ổn định, sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi của nền kinh tế ngày càng rõ nét hơn. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,82%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%, khu vực dịch vụ tăng 3,96%. Xuất nhập khẩu thì vẫn là điểm sáng khi mà tổng kim ngạch đạt được là hơn 316,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,2%. Doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động tăng 6,9%. Trong khi đó thì số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cũng tăng hơn 22%. Điều này cho thấy rằng sự ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh tới khối doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn có đến hơn 39% số doanh nghiệp đánh giá là tình hình sẽ tốt lên. Vâng, có thể thấy rằng trong 6 tháng đầu năm nay thì kinh tế chịu tác động rất lớn từ đợt dịch COVID lần thứ tư, được coi là đợt dịch lớn nhất và trực tiếp tại các địa phương có hoạt động kinh tế mạnh mẽ như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh. Và trong khó khăn thì mỗi cơ hội đều cần được nắm bắt và có những quyết sách cần thiết kịp thời để vượt qua. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có quy mô công nghiệp lớn nhất cả nước, đang chịu diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Điều này khiến sản xuất công nghiệp của thành phố chỉ tăng 5,9%, thấp hơn với dự tính. Dù công nghiệp là khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, nhưng cả nước vẫn đạt mức tăng 8,91%. Đây là điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong 6 tháng qua. Công nghiệp nói chung và công nghiệp chế biến chế tạo nói riêng thì luôn là động lực, là đóng góp tích cực nhất vào tăng trưởng GDP của toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá rằng nếu không có làn sóng dịch COVID-19 thì sản xuất công nghiệp sẽ tăng khoảng 12-15%. Công nghiệp đạt đỉnh vào tháng 4 là tăng đến 22,2%. Một động lực khác của nền kinh tế đóng góp nhiều vào tăng trưởng là xuất nhập khẩu. Vừa khánh thành nhà máy sản xuất, doanh nghiệp này đã phải đối diện với các đợt bùng dịch. Nhưng cái khó, ló cái khôn, không chỉ duy trì được các đơn hàng đã ký kết, doanh nghiệp đã tăng xuất khẩu vào các thị trường đang phục hồi. Ở các nước châu tiên tiến, ví dụ như là châu Âu, như là Mỹ, thì cái dịch thì họ đã kiểm soát tương đối tốt và cái nền kinh tế của họ đã bắt đầu âm trở lại. Đấy là một hướng rất là tốt để mở ra cơ hội này. Thay vì cái việc chúng ta chỉ phụ thuộc một thị trường, thì Jager là một điểm lựa chọn rất là tốt cho họ vì hệ thống quy trình công nghệ là tương đồng với các nước phát triển. Từ đầu năm đến nay, cả nước nhập siêu khoảng 1,47 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chủ yếu là nhập khẩu máy móc, nguyên phụ liệu chuẩn bị cho kỳ sản xuất sắp tới. Sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, sự linh hoạt trong chỉ đạo của hệ thống chính trị đã giúp kinh tế Việt Nam chắt chiu được những cơ hội. Kinh tế trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam được rất ấn tượng. Và điều này nó phản ánh đúng các hoạt động kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Ở Việt Nam nó có một cái mức độ linh hoạt nhất định giữa chính sách và cái thực tiễn áp dụng, dịch không bị bùng phát và đảm bảo rằng cho các hoạt động kinh tế nó được coi như là vẫn diễn ra thông suốt. Tuy nhiên, khó khăn là không ít khi số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng khá cao. Các động lực tăng trưởng kinh tế cũng có nhiều thay đổi khi bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chính vì vậy, nhiều tổ chức quốc tế đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam những tháng cuối năm cần kiểm soát dịch bệnh, tăng tỷ lệ dân số được tiêm vaccine, song song với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tập trung hỗ trợ khối doanh nghiệp làm nền tảng cho tăng trưởng. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 29 tháng 6, số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tiếp tục tăng với 245 ca đủ tiêu chuẩn ra viện và về cách ly tại nơi cư trú theo quy định. Thế nhưng cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong thứ 77 và 78 tại Việt Nam. Đó là 2 bệnh nhân nam ở Thành phố Hồ Chí Minh có bệnh lý nền nặng.
Số ca mắc trong ngày ghi nhận thêm là 361 ca, trong đó thì 308 ca là ở trong các khu cách ly hoặc đã được phong tỏa. Số ca mắc mới ngày hôm nay phát hiện tại 19 tỉnh thành phố, trong đó ghi nhận ca đầu tiên tại tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu, đưa số địa phương trên cả nước có ca nhiễm cộng đồng trong đợt dịch này lên là 50 tỉnh thành phố. Trong đó thì 13 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Ngày hôm nay thì Bắc Ninh đã giải thể bệnh viện dã chiến số 4, hiện chỉ còn bệnh viện dã chiến số 1 tại huyện Tiên Du và bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 1 tháng 7, hành khách đến cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh. Tất cả hành khách đến cảng hàng không quốc tế Vinh phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh âm tính. Xét nghiệm được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi đến cảng. Các trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19 phải thực hiện test nhanh tại chỗ, chi phí do cá nhân chi trả theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Sở Y tế thành lập tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cảng hàng không quốc tế Vinh. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể truy cập vào website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play để theo dõi lại chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.